lô sofa Dida KBH vào Gia Lai, Kon Tum. Này 6 x 1.6 m. Sofa này có thể sơn màu và bọc vải theo yêu cầu. Màu này màu Oanh Lết, nhưng trong xưởng đặt tên là màu tiệc cưới, bởi vì cái màu này do bên công ty tiệc cưới đặt ngày xưa sơn màu lợn này nên đặt tên là sơn màu tiệc cưới luôn.